chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác sự thật tuyệt vời. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tổ tiên báo mộng, nằm mơ trúng lớn, trúng số độc đắc, tiền tỷ về tay, giàu nổi tiếng nhất vùng thiên hạ. Quý anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, nếu có một điều ước, liệu anh chị sẽ ước được thêm nhiều điều ước khác hay không? Có phải vì lòng tham lạc hậu hay bởi sự không đầy đủ? Hoặc có lẽ là vì trách nhiệm khi mà bản thân như con ngựa nhỏ phải gánh vác trách nhiệm lớn trên vai. Trên thế gian này, trời sẽ không ban cho ai điều ước cả. Mọi điều mà anh chị muốn, anh chị phải tự mình nỗ lực để đạt được. Dường như từ xưa đến nay, không ai có thể cho Ất Mão bất cứ điều gì miễn phí và không may hay may mắn luôn đồng hành với ai cả. Mệnh của Ất Mão đã định rằng họ phải tự lực, tự cường, tự tạo dựng và tự thưởng thức trái ngọt của thành công. Vậy nên, dù thời đại có thuận lợi, môi trường có thuận lợi, quý anh chị cũng đừng quên mỗi giọt mồ hôi và nỗ lực đã dành ra. Chính chúng mới là yếu tố giúp quý anh chị đạt được những thành công lớn lao mà quý anh chị mong đợi. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có những thời khắc tuyệt vời khi mà mọi điều tốt đẹp đều hội tụ, mang đến niềm vui và hạnh phúc vô tận. Đối với những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này sẽ xuất hiện thời điểm vàng. Đây chính là cơ hội để đón nhận những điều may mắn và phước lành. Đặc biệt, bản mệnh có tò mò muốn biết thời điểm vàng này sẽ mang lại những điều gì cho người tuổi Ất Mão, đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của video này, vì những thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bản mệnh hiểu rõ hơn về vận trình của mình và tận dụng tối đa những cơ hội đang đến. Người tuổi Ất Mão với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy năng lượng, luôn không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, bản mệnh sẽ được trời đất ưu ái, gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tài chính và các mối quan hệ xã hội. Đây là thời điểm lý tưởng để họ tỏa sáng, biến những ước mơ thành hiện thực và trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong video này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về tử vi của người tuổi Ất Mão trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này. Từ những yếu tố may mắn, những lời khuyên hữu ích để tận dụng vận may đến và cách đối mặt với những thách thức có thể xuất hiện, những thông tin này không chỉ giúp bạn định hướng rõ ràng hơn, mà còn mang lại niềm tin và động lực để bạn vượt qua mọi khó khăn, hướng tới thành công. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này sẽ bắt đầu từ ngày nào và những điều tốt đẹp nào đang chờ đón bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ngay bây giờ. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 là con mèo. Tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, là đại khê thủy, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Ất Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Ất Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Ất Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Ất Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Ất Mão. Ất Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang. Uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, Ất Mão là người trầm tư,
bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Ất Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Người tuổi Ất Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy, làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định, bất di bất dịch. Người tuổi Ất Mão đã theo đuổi điều gì là theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị. Ất Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với Ất Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Ất Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Ất Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, Ất Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, Ất Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, Ất Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý. Vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng, một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song lại không quyết tâm, kiên trì, thường rất dễ nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận, bình yên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Ất Mão nói chung không thích tranh đấu, có lối sống bình yên, ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân. Đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Ất Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Ất Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm, tế nhị, trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Ất Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Về vận mệnh, người tuổi Ất Mão thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Tuy nhiên, tuổi Ất Mão khá có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may, tài lộc đầy nhà. Một số bản mệnh tuổi Ất Mão cũng may mắn có được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Người tuổi Ất Mão nên cực kỳ cẩn trọng, bởi tiền bạc có nhiều trong tay nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất chắc xảy ra, khiến phá tài, hao của, nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư. Tuyệt đối tránh xa cờ bạc, dây nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui chơi xa đọa không cần thiết để về già hưởng phúc an nhàn, sung túc bên con cháu. Cuộc đời Ất Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn, thế nhưng
Nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Ất Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình, vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý, sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng chọn số trời. Nữ mệnh tuổi Ất Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn, là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Cuộc đời của nữ mệnh tuổi Ất Mão gặp rất nhiều may mắn và thành công, đường công danh sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạng, tình duyên thì viên mãn, tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận, về hậu vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Nam mệnh tuổi Ất Mão rất ân cần, lịch sự, tất cả những lời nói, cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh, cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Ất Mão, vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi lúc trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Ất Mão có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc. Xét tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch chỉ ra rằng, vận trình của người tuổi Ất Mão không có nhiều biến động, song bản mệnh cần phải tìm động lực để cố gắng hơn. Nếu không, dễ rơi vào tình trạng trì trệ, dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không tập trung trong công việc, không có tinh thần phấn đấu. Ất Mão chỉ làm việc với tinh thần ứng phó chứ không thực sự quyết tâm. Thậm chí khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ, Ất Mão lại tìm cách thoái thác. Cứ tiếp tục thế này, bản mệnh Ất Mão sẽ dần thụt lùi so với mọi người xung quanh. Phương diện tài chính cũng không có điểm sáng. Những gì Ất Mão làm từ trước đến nay đã không còn thu hút được khách hàng, đối tác. Đã đến lúc Ất Mão cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. Ngoài ra, sức khỏe suy giảm cũng khiến Ất Mão phải tốn thêm một khoản chạy chữa từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Đối với nam mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xét về phương diện công việc, sự nghiệp. Sự nghiệp sẽ khó có được những bước phát triển tích cực, nguyên nhân chính là chính bản thân Ất Mão cũng không thực sự muốn cố gắng. Ất Mão hài lòng với những gì mình đã đạt được và chẳng muốn tiếp tục vất vả hơn nữa. Thầy tử vi cảnh báo, nếu Ất Mão làm việc với thái độ đối phó, được đến đâu hay đến đấy, thì bạn rất dễ bỏ sót những vấn đề tiềm ẩn, ảnh hưởng đến chất lượng của công việc, Ất Mão cũng sẽ dễ chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, lãnh đạo có thể giao cho Ất Mão những nội dung công việc mới, khuyên Ất Mão nên nhận nhiệm vụ và quyết tâm hơn khi làm việc. Còn nếu bạn tìm cách trốn tránh, thoái thác hoặc dùng biện pháp khôn lõi để giải quyết vấn đề, Ất Mão sẽ đánh mất lòng tin của lãnh đạo, tác động không tốt đến con đường thăng tiến trong tương lai. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy, tháng có dịch mã xuất hiện là dấu hiệu cho thấy Ất Mão cần phải quyết tâm chăm chỉ hơn. Dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì đi nữa, bạn chớ nên sợ vất vả, bởi công lao của Ất Mão sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Bạn không chỉ được khen thưởng thăng tiến, mà còn tích lũy được nhiều kiến thức quý báu để áp dụng cho tương lai. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng cần cởi mở hơn khi giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp, bởi không phải công việc nào bạn cũng có thể giải quyết khi chỉ có một mình. Xét về phương diện tài lộc, người tuổi Ất Mão có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong lĩnh vực tài chính vào thời điểm này, bản mệnh nên chủ động hơn để tìm cách khắc phục, chớ nên để mặc mọi chuyện ra sao thì ra.
người làm công ăn lương chủ yếu chỉ nhận được khoản lương cứng, thậm chí có người còn phải tốn thêm tiền để khắc phục những lỗi sai trong công việc. Ất Mão nên nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận hơn, có trách nhiệm hơn trong công việc. Người làm kinh tế mãi đi theo lối mòn nên khó có thể thu hút được đối tượng khách hàng mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ất Mão sẽ không thể bắt kịp với những biến động của thị trường. Đã đến lúc Ất Mão cần phải nghiêm túc để tìm ra định hướng mới cho mình. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, Dịch Mã khuyên tuổi Ất Mão đừng nên ngại đi xa hoặc làm việc vất vả, bởi rất có thể trong quá trình đó Ất Mão sẽ gặp được người đồng chí hướng hoặc quý nhân trợ giúp mình. Còn nếu Ất Mão chỉ muốn ngồi yên một chỗ thì sớm muộn gì cũng bị người khác vượt qua. Dù không có ai giở trò hãm hại, bạn cũng dần tụt hậu và gặp phải thất bại. Tình hình sức khỏe suy giảm do tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh cũng khiến Ất Mão phải tốn thêm một khoản tiền để chạy chữa. Khuyên Ất Mão nên đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất ổn, càng để lâu càng hại sức khỏe và tốn thêm nhiều tiền để chạy chữa. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy phương diện tình duyên của người tuổi Ất Mão khá êm đềm và sáng sủa. Tuy nhiên, Ất Mão có đón nhận được tin vui hay không hoàn toàn là do cách ứng xử của Ất Mão. Với người độc thân, Ất Mão sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Có thể đó là người lặng lẽ ở bên bạn đã lâu nhưng bạn không nhận ra. Một số người có thể được người thân giới thiệu cho đối tượng để gặp gỡ. Tuy nhiên, Ất Mão thường khá ủ rũ, không thích tiếp xúc với người khác nên thường tìm cách từ chối những người chủ động tiếp cận mình. Khuyên Ất Mão nên cởi mở hơn và cho đối phương ít nhất một cơ hội để trò chuyện. Biết đâu Ất Mão sẽ nhận ra đối phương là người mình đã trông đợi từ lâu. Với người đã có gia đình, nửa kia luôn quan tâm và chăm sóc bạn chu đáo. Vì vậy mà bạn luôn cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm mỗi khi về đến nhà. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bản mệnh cũng đừng ngại tâm sự với nửa kia. Đừng lo mình sẽ khiến người ấy căng thẳng, mệt mỏi. Vợ chồng nên dựa dẫm vào nhau những lúc như thế này. Đối phương cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Trải qua khó khăn cùng nhau, đôi bên sẽ càng thêm gắn kết và thấu hiểu. Xét về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, thầy tử vi Phương Đông hé lộ sự thật rằng tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão không được tốt do nguyệt lệnh lâm bệnh ảnh hưởng. Tuổi Ất Mão thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí suy nhược, kém ăn kém ngủ, dễ mắc phải những căn bệnh vặt vãnh. Hãy nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ hơn. Nếu có bệnh thì nên nhanh chóng đi khám chữa, đừng cố gắng chịu đựng. Dù gặp phải khó khăn, Ất Mão cũng đừng giữ trong lòng, tự tạo thêm căng thẳng cho bản thân. Hãy chủ động trao đổi với mọi người để được giúp đỡ. Đối với nữ mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, xem xét tổng quan các yếu tố tác động đến vận số thấy rằng thời điểm từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch là tháng không mấy thuận lợi cho tuổi Ất Mão nữ mệnh. Công việc làm ăn gặp khó khăn, trục trặc, có điểm tiểu nhân quấy phá hay tranh chấp kiện tụng, trồng trọt hay chăn nuôi có thể mất mùa hoặc thua lỗ. Trong thời điểm này lại có hao tinh chiếu mệnh, báo hiệu tài lộc tụ tán thất thường. Tiền tuy có làm ra đấy nhưng kiếm bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu, khó mà tích lũy. Gia đạo giữ ở mức bình ổn, khó tránh xung đột hay mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày. Nhưng rồi sóng gió sẽ qua, bề trên bề dưới hài hòa. Gia đình vẫn yên ấm, có điều sức khỏe giảm sút mạnh, đau ốm không khỏi. Bản mệnh phải hao tốn nhiều tiền bạc để thuốc thang chạy chữa. Tiếp theo là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang dưỡng vận trong 4 ngày một của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi hàng ngày của tuổi Ất Mão cho thấy sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có hung có cát. Trong 4 ngày này, Ất Mão cần thận trọng hơn trong việc tiếp nhận thông tin, nếu không dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Làm việc gì Ất Mão cũng cần biết lượng sức mình, chớ chạy theo xu thế của thị trường. Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có nhiều điểm sáng, có thể hướng đi hiện tại của Ất Mão chưa thực sự hợp lý, nên dù vất vả mà tiền bạc không đổ về túi như dự kiến, đã đến lúc Ất Mão cần bước chậm lại để nhìn nhận lại những việc mình đang làm. Sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, Ất Mão cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống.
Không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Nếu thấy có dấu hiệu cảnh báo thì cần gác công việc lại để đi khám chữa ngay. Phương diện tình duyên có thể coi là điểm sáng nhất trong vận trình của bản mệnh. Con giáp này luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của người thân. Cũng nhờ thế mà Ất Mão có thêm sự tự tin để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: xanh da trời, trắng. Con số may mắn: 09, 86, 23. Tử vi từ ngày 12 đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là thời điểm khá xui xẻo đối với người tuổi Ất Mão, do Ất Mão quá kiêu ngạo, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác nên dễ vướng phải sai lầm không đáng có, thậm chí cấp trên cũng có thể nghi ngờ năng lực của Ất Mão. Tình hình tài chính cũng không được như ý muốn, tốt nhất Ất Mão không nên khinh suất khi đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh. Nhiều mối làm ăn tưởng chừng béo bở cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà Ất Mão chưa hề nhận ra. Đại hao lại là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong những ngày này, có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Vì vậy, Ất Mão hãy luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên cũng là một nốt trầm buồn, con giáp này không nên nghi ngờ nửa kia vô căn cứ chỉ vì nghe theo những lời đồn thổi bên ngoài. Hãy thẳng thắn trò chuyện với đối phương trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, xám. Con số may mắn: 14, 78, 52. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng. Và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi. Tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975.
chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.